Thời tiết miền Bắc hôm nay mưa nhỏ anh em ạ. Mình vẫn tiếp tục đi gác mấy kèo bìm bịp để anh em xem giải trí nhé. Đây là khu vực cánh đồng. Đây hôm nay mình mang hai mẹt là chim mồi. Ở bụi đằng trước kia là mình thấy có chim kêu. Đây mình đi bộ ra đằng đấy mình đánh ở góc chỗ nhà kia nhé. Nói chung là cái cặp này thì chắc chắn là được bởi vì là nó chỉ có một cái bụi này. Đấy thì chia sẻ anh em là có rất nhiều anh em cứ hỏi mình là sao em đánh không thấy chim về, không nó cứ kêu trên cây không được. Có lẽ là cái địa hình đấy nó rộng quá, nó rất là nhiều chim. Đấy, anh em nên chọn những cái địa hình nó nhỏ nhỏ như này này, chắc chắn là được luôn, nhanh. Đấy, thì nhiều khi thì mình ví dụ mình đi đến những cái chỗ mà nó không có địa hình nó không đẹp thì mình cứ lựa mình chơi thôi. Đấy, chứ còn nếu mà chọn được những cái địa hình nó như này thì mình nghĩ là tầm 5 phút đến 7 phút nếu mà chim mồi chơi ngay là ăn ngay. Thế còn nhiều khi nó còn đấu một lúc thì chắc tầm khoảng 15 phút là bắt bổi anh em ạ. Rồi anh em cùng đón xem video ngày hôm nay nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã đăng ký ủng hộ kênh cho mình.
Thank you.
Mm-hmm.